Cô trò mình sẽ cùng lắng nghe và thử đoán xem đây là âm thanh của con vật nào nhé. Đây là tiếng con mèo ạ. Nó kêu meo, meo, meo. À, đúng rồi. Câu hỏi này quá dễ phải không? Đó chính xác là tiếng của bạn mèo. Thế còn âm thanh sau thì sao nhỉ? Các em hãy nghe thật kỹ và đoán xem đó là âm thanh của nhạc cụ nào nhé. Dạ, thưa cô, đây có phải tiếng sáo không ạ? Bạn nào đoán được đây là tiếng sáo thì hãy tự thưởng cho mình một tràng pháo tay thật to nào. Vừa rồi chúng ta được lắng nghe âm thanh của chú mèo và tiếng sáo. Tiếng mèo và tiếng sáo là hai tiếng chứa vần mới hôm nay chúng ta sẽ học. Cô tiếp tục giới thiệu với các em vần eo trong tiếng mèo và vần ao trong tiếng sáo. Chúng ta cùng tìm hiểu vần eo có trong tiếng mèo. Tiếng mèo gồm âm đầu mờ, vần eo và thanh huyền. Phần eo được đánh vần và đọc trơn như sau: e o eo, eo. Các em đọc to lên với cô nhé: e o eo, eo. Các em hãy nghe cô đánh vần và đọc trơn tiếng mèo: m eo meo huyền mèo, mèo. Cùng đọc với cô nào: m eo meo huyền mèo, mèo. Các em cùng cô đọc một số từ ứng dụng sau nhé. Cái kéo, leo trèo, khéo léo, mổ neo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tập viết chữ ghi vần và chữ ghi tiếng chứa vần nhé. Các em hãy cùng quan sát. Chữ ghi vần eo gồm hai con chữ. Con chữ E đứng trước, con chữ O đứng sau. Các em hãy quan sát cách cô viết bảng để cùng viết theo cô nhé. Các em hãy quan sát cách cô viết vở ô ly để viết theo cô nhé. Cuối cùng, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng làm quen với vần ao có trong tiếng sáo. Tiếng sáo gồm âm đầu sờ, vần ao và thanh sắc. Cô đánh vần và đọc trơn vần ao như sau: a o ao, ao. Các em đọc với cô nhé: a o ao, ao. Các em hãy nghe cô đánh vần và đọc trơn tiếng sáo: sờ ao sao sắc sáo, sáo. Các em đọc to lên nào: sờ ao sao sắc sáo, sáo. Bây giờ sẽ là một số từ ứng dụng của vần ao. Các em hãy cùng đọc với cô nhé. Ngôi sao, quả đào, chào hỏi, quả táo.
cuối cùng, các em hãy quan sát vần và tiếng chứa vần. Vần ao gồm chữ A đứng trước, chữ O đứng sau. Các em hãy quan sát cô viết bảng và viết theo cô nhé. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em viết vào vở ô ly. Các em hãy sẵn sàng nhé! Chúng mình hãy cùng cô đọc một đoạn văn có chứa những vần vừa học. Không biết các vần mới sẽ xuất hiện trong đoạn văn như thế nào? Các em nghe cô đọc mẫu một lần nhé. Mẹ mua cho Mai chú mèo nhỏ về nhà mới. Chú mải mê leo trèo chạy nhảy. Khi trèo cây cào bị ngã, chú chạy tới rụi rụi vào tay Mai. Có chú mèo, Mai thấy vui. Trước khi kết thúc bài học hôm nay, các em hãy cùng chơi với cô một trò chơi rất là thú vị sau đây nhé. Cô có hai chiếc giỏ, giỏ eo và giỏ ao. Các em hãy xếp những quả có tiếng chứa cùng vần vào giỏ thích hợp nhé. Thưa cô, em xếp các quả có tiếng trèo, kéo, mèo, leo vào giỏ eo ạ. Còn giỏ ao sẽ gồm các tiếng cao, ngao, pháo, rào ạ. Hoan hô, các em rất giỏi. Chúng mình đã xếp đúng hết rồi đấy. Sau giờ học, các em hãy tự luyện đọc và luyện viết thêm ở nhà để thành thạo hơn nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Các thầy cô và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Dạy tiếng Việt lớp 1.